Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tớ lại trở lại với hình hài của một chú cá không cam lòng với cuộc sống suốt ngày chỉ ăn cám cỏ và bơi loanh quanh trong cái bể nhỏ hẹp toàn là kính này. Tớ quyết định sẽ rời xa ngôi nhà này để trở về với đại dương, trở về nơi được ví là lá phổi xanh của trái đất. Nơi đó tớ được tự do bay nhảy và được sống bên gia đình của mình, sống với những người anh em xương máu, sống chết có nhau. Nhưng nói được là một chuyện, có làm được hay không mới là khó. Bây giờ cùng theo chân mình về với đại dương nha. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là thoát khỏi căn gác mái chật hẹp này các bạn ạ. Và tất nhiên là cá thì cần phải có nước để sống. Thế nên là tớ phải nằm trong bể cá tròn này để lăn đi và thoát khỏi nơi này. Ở trong không gian hẹp như cái bể nước này, tớ cảm thấy là di chuyển rất khó khăn. Ơ kìa, may quá, may rất may. Ơ, nhưng mà hình như là lăn xuống đây không sao các bạn ạ. Thế nên là bây giờ tớ sẽ phải xuống đây. Nhưng mà trước khi xuống thì tớ sẽ cần phải quan sát là mình sẽ phải đi theo hướng nào để thoát khỏi căn nhà này. Ờ, mình nghĩ là trước tiên cứ phải xuống trước đi. Phải xuống trước đây đã. Ui, may quá các bạn ạ. Không sao, không vớ bình. Chứ vớ bình quả đấy là mình chết đoàn, chết toi ngay các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hướng khác để đi. Đi lên đâu được nhỉ? Đầu này có cửa đang mở thì tớ nghĩ là tớ sẽ đi ra cửa này. Cuối cùng thì tớ cũng đã thoát khỏi căn gác mái này rồi. Bây giờ tớ cần phải đi qua bây giờ tớ cần phải đi qua thanh dây này các bạn ạ. Khá là khó khăn khi điều chỉnh ở trong bể cá nhỏ này. Bây giờ chỉ cần rớt xuống thôi là mình ngỏm của tỏi ngay. Ui, may quá các bạn ạ. Tớ lăn qua được bên này rồi. Uầy, may quá. Đây, tớ tìm được thêm một cái thanh dây nữa này. Tức là mình sẽ cần phải vượt từ ngôi nhà này qua ngôi nhà khác. Cầu mong là sẽ không sao các bạn ạ. Ok, từ từ thôi, ui, toang rồi. Bây giờ thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Rất là may là đợt này mình cũng qua được rồi các bạn ạ. Hình như là mình thấy biển ở đâu kia rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần vượt qua một số ngôi nhà nữa thôi là chúng ta sẽ ra được ngoài kia. Nãy giờ loay hoay thì mình chỉ thấy đúng chỗ này là có hướng để xuống thôi các bạn ạ. Hình như ở dưới có đệm đấy. Nên là mình nghĩ là không sao đâu. Nên xuống chắc là không vớ bình đâu. Nên là mình quyết định đi xuống luôn. Ui ơi, may quá. Nãy giờ lăn qua lăn lại thì bình của mình sắp vớ rồi các bạn ạ. Nên bây giờ làm gì chúng ta cũng cần phải rất là cẩn trọng. Ui, tiếp tục đi qua căng dây này. Mong là không sao. Rồi, toang luôn rồi. À, được đường ống nước mưa rồi các bạn ạ. Bây giờ chỗ này thì mình nghĩ là mình cần phải đi rất từ từ. Bởi vì trước mặt chúng ta là một khúc cua. Thế nên là cần phải đi rất từ từ chỗ này. Bây giờ thì mình đang mất phương hướng ở trên mái nhà này. Và tất nhiên là chúng ta gần đến sông rồi. Đây thực ra nó không phải là biển mà là sông các bạn ạ. Sông này nó sẽ hướng ra biển. Và điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đấy là làm đủ cách để xuống con sông này. Ui da, tưởng vớ bình không ấy chứ các bạn ạ. May quá, may không vớ. Rất tiếc là gần nứt bình rồi nên là tớ cần phải đi thật nhanh để qua được sông. Ui kìa, thật nhanh. Ơ kìa. Sau khi quan sát không có xe nào đi qua thì tớ phải đi thật nhanh các bạn ạ. Đây rồi, cuối cùng thì tớ cũng đã xuống được con sông này rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình tiếp theo là từ sông vượt ra biển nhé các bạn. Rất tiếc là khi mà xuống được sông thì tớ lại bị một anh trai bắt được và lại đưa tớ về nhà. Lại đưa tớ lên một căn gác mái. Và bây giờ tớ lại phải từ căn gác mái này ra nơi khác, tìm ra đường để đi xuống biển. Hình như là nhà của ông chủ này giàu hơn nhà của ông chủ trước của tớ hay sao ấy. Tớ loay hoay mái cuối cùng tìm thấy một cái bậc thang các bạn ạ. Bây giờ tớ cần phải xuống bậc thang này. Vừa xuống bậc thang thì tớ thấy một cái bạt nhún các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần tìm đường để đến cái bạt nhún kia. Đây rồi các bạn ạ. Mặc dù tớ là cá nhưng mà tớ cũng rất thích là chơi bạt nhún. Chúng ta có thể bật từ đây và tớ có nhìn xa xăm kia là thấy một cái bể bơi. Chúng ta sẽ xuống bạt nhún và bay sang cái bể bơi bên kia. Đấy các bạn thấy không? Cái bể bơi bên kia kìa. Đấy. Hơi rén các bạn ạ. Mặc dù là biết là không sao rồi nhưng mà nhìn bay xa nên tớ hơi ngợp. Wow. Ở đây khá là đẹp các bạn ạ. Toàn là cây, cỏ. Tớ cũng rất là thích sống ở đây nhưng mà bây giờ tớ phải ra biển. Mục tiêu của tớ là ra biển để về với những người anh em, về với người thân của tớ. Loay hoay thì tớ cũng đã tìm được đường ra rồi các bạn ạ. Bây giờ tớ sẽ vào đây. Ôi, em vào kiểu gì nhỉ? Ôi rồi.
như kiểu công viên nước cái sao nhở. Cá cần gì phải chơi công viên nước nhỉ? Đi hơi lâu nhá, cảm giác là hơi xa đấy. Hình như là chúng ta đang ở dưới cống hay sao ấy. Cống này hơi hôi các bạn ạ. Mình quá hôi luôn, mình xuống phát là mình vừa nghe mùi cống luôn. Hình như dưới kia có hướng đi kìa. Bây giờ mình xuống hố này đúng không nhỉ? Nhưng không phải sao ấy. Rồi, toàn là rác các bạn ạ. Có cả kim tiêm nữa kìa. Quả này mà dính vào là chết đòn ngay. Khi sida ngay các bạn ạ. Bây giờ chúng ta phải đi đường nào để ra đây? Mình vẫn chưa tìm được hướng ra. Bây giờ chúng ta phải nhảy ra. Và mình sẽ lấy đà ở dưới này. Đây, nhảy luôn nhá. Ui, may quá vẫn qua được. Ui, bên này toàn rác, toàn chai nhựa thôi. Sao bên quản lý thị trường không ai dọn là sao nhỉ? Đề nghị các bạn ăn uống các bạn vứt đúng rác đúng nơi, để dưới này chết đòn đấy. Để dưới này nhiều khi mình đi mình mắc vào là mình ngỏm cái tỏi ngay. Đây rồi các bạn ạ, phải nhảy qua tiếp. Rồi, may rồi. Bên này bên này cũng nhiều rác. Đâu cũng nhiều rác. Cống mà. Cống thì mình nghĩ là kiểu gì cũng có nhiều rác thôi. Đây là chúng ta sẽ phải vượt qua chỗ này tiếp. Ui. Ui sao ấy nhở? Ây ô, mình mắc vào cái này rồi. Sao thoát ra nhỉ? Rồi xong mình rồi, ngòm rồi. Rồi, bây giờ mình vượt qua được bên này rồi các bạn ạ. Cuối cùng cũng vượt qua được chỗ này. Chỗ này càng nhiều rác hơn. Trời ơi, kim tiêm các thứ này. Toàn chai với cả kim tiêm là sao nhỉ? Y tế các nơi sao vứt kim tiêm xuống đây là sao? Vì vứt đúng nơi quy định chứ nhỉ? Tớ thử đi vào bên này xem sao. Ủa, bên này không vào được các bạn ạ. Thế là mình phải đi đường khác. Rồi nhiều rác thế này, nhiều kim tiêm thế này thì bơi kiểu gì? Kim tiêm với cả chai không? Thế là mình muốn vượt qua mà đang bơi mà dính kim tiêm là mình cũng ngỏm của tỏi ngay. Sao các anh môi trường ở đâu vứt kim tiêm xuống đây nhỉ? Chỗ này cao mà vượt khó quá các bạn ạ. Mà nước xiết nữa cơ. Thế còn nhiều rác. Nãy giờ mình nhảy rất là nhiều lần nhưng mà không qua được các bạn ạ. Nên chúng ta cần phải cố gắng ở chỗ này. Cần phải bật xa hơn, lấy đà xa hơn. Thôi rồi, mình dùng hết kỹ năng vào cú nhảy cuối cùng này. Bật lên luôn. Ui, may quá. Tới qua được rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm hướng để ra khỏi cái cống hôi thối này thôi. Cống hôi thối quá rồi. Bây giờ đi qua bao nhiêu thứ. Nào là rác, nào là kim tiêm. Tớ không thể chịu được nữa rồi. Bây giờ phải vượt qua thôi. Phải tìm nơi nào để chúng ta có thể ra được cái cống hôi thối này. Đây rồi các bạn ạ. Đây rồi. Đây có chỗ ra rồi. Ui, sau những vòng quay vô tận thì tớ rơi vào một cái thùng nước của ông anh dài này để đây. Rồi tớ nghĩ là tớ phải qua đường và đi qua công viên bên kia. Mong là anh dài kia không thấy mình. Rồi, chào anh áo sọc quần đỏ nha. Anh đừng để ý đến em. Bây giờ em phải đi qua bên kia, em phải tìm sự sống cho em thôi. Bây giờ mình phải đi nhanh thôi các bạn ạ. Nãy mình đang đi dở thì ông kia ông bắt được mình. Thế nên chúng ta phải cần phải đi nhanh nhá. Tốc độ nhá. Where are you? Cái gì mà where are you? Tao đang đi tìm với biển khơi. Để yên cho tao đi. Phải đi nhanh các bạn ạ. Chứ không là chết đòn với ông kia. Ông bắt đùng mình lúc nãy mà bây giờ mình phải tránh. Don't make me run. No. Come back. Come back cái gì? Khó khăn lắm mới ra được đây. Come back cái gì? What's in there? I need to go now. Don't follow me. Đừng có theo tôi. Bây giờ tôi cần phải đi ra. Ông kia ông cứ theo tôi thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ tôi xuống rồi. Bây giờ phải tìm cách để thoát ra khỏi đây thôi các bạn ạ. Đây cũng là một cái bể bơi. Mặc dù bơi ở đây rất thích và rất sướng. Ủi rồi, vừa nói xong. Toàn là rác không các bạn ạ. Sao ở trong cái bể bơi này có cả kim tiêm với cốc là sao? Thằng nào ăn uống vứt vào đây là sao nhỉ? Một cái khu đẹp như này mà toàn rác là sao? Mình thấy một cái lỗ, mình nghĩ là đi vào đây. Ui, bắn lên à? Ôi, tôi toang rồi. Ui, ai à, may quá. Khu vực này hình như mới mưa xong hay sao các bạn ạ. Mình vẫn đi được ở đây. Bây giờ phải tìm cách thoát khỏi cái đường ống nước mưa này thôi các bạn. Phải bơi như nào? Chẳng lẽ đi đường này sao? Chỉ có một đường này thôi các bạn ạ. Ui, bây giờ phải vào nhà người dân hay sao ấy nhỉ?
vào nhà người dân coi như là bỏ rồi còn gì, gì mà đi biển nữa. Đầm lao thì phải theo lao rồi các bạn. Thôi, ok. Ui, gì thế nhở? Tối toang rồi. Ui, đây có một người anh em đối với mình à? Sao giống mình thế nhở? Phải thoát khỏi ngôi nhà này các bạn ạ. Cuối cùng mình đã thoát khỏi ngôi nhà này rồi các bạn ạ. Và đi cùng mình ngày hôm nay cũng là một em cá vàng nữa. Khả năng là hai anh em mình sẽ đồng hành. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ra biển. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Càng ngày mình càng thấy thử thách đi ra biển khó hơn các bạn ạ. Bây giờ mình phải đi qua những cái đường cái gì đây. Phải cực kỳ cẩn trọng với con đường này các bạn ạ. Chỉ cần sơ hở một tí thôi là mình với cả người anh em của mình sẽ ngủ của tỏi ngay. Nãy giờ mình loay hoay ở đây chắc tầm khoảng 30 phút rồi các bạn ạ. Chỗ này rất là khó đi, nhất là khúc cua như này. Đây, 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 đây. Kia, kia, kia. May quá. Giờ này qua được chỗ này rồi. Chỉ còn một tí nữa thôi là chúng ta sẽ ra được đường lớn. Ui, đây rồi các bạn ạ. Cuối cùng tôi cũng ra được đến đây rồi. Đây, không biết là thử thách tiếp theo của chúng ta sẽ là gì. Ô kia. Qua đường rất là nguy hiểm các bạn ạ. Bây giờ phải quan sát thật kỹ. Đi qua nhanh thôi. Qua thật nhanh. Ui dù ui. Suýt nữa là toàn các bạn ạ. Rồi, may quá. Cuối cùng cũng qua được đường. Bây giờ chúng ta sẽ đến địa điểm nào tiếp theo đây. Bây giờ tớ đang lăn theo một con sốc các bạn ạ. Không biết là ở dưới có nước không. Bởi vì tốc độ rất là nhanh. Tớ và người anh em của tớ đang rất là chóng mặt. Ôi, may quá. Chúng ta vừa xuống được một cái ao. Người anh em của tớ thì khá là thích khi mà rời khỏi cái bể cá và đang ở trong một cái ao này. Bây giờ tớ sẽ hỏi người anh em của tớ là có đi theo tớ nữa không. Này anh bạn, anh có đồng hành với tôi nữa không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khu vực này và tới biển. Nơi đấy mới là dành cho chúng ta. Tôi đã đưa anh từ căn gác mái chật hẹp đến hồ đầy nước này. Thì tôi cũng sẽ giúp anh từ cái hồ đầy nước này ra biển lớn. Hãy tin ở tôi. Có lẽ là người anh em này không đồng hành với tôi nữa các bạn ạ. Thế nên tôi sẽ đi một mình. Xoay sở mãi trong cái bể mê cung này. Rất là nhiều hướng đi khác nhau các bạn ạ. Mong rằng đây sẽ là con đường cuối cùng để mình có thể thoát ra khỏi đây. Ui à, bây giờ mình sẽ phải vào cái bình hình tròn này. Bình này rất là khó di chuyển các bạn ạ. Bây giờ mình cũng đang phải tìm hướng đi xem là chúng ta sẽ đi hướng nào tiếp. Ở đây có rất là nhiều người các bạn ạ. Mong là sẽ không có ai thấy mình để mình có thể thoát ra đây một cách an toàn nhất. Vượt bao nhiêu khó khăn chông gai mới đến được đây. Nếu mà có người khác bắt về thì coi như là mình toang. Ok, ông béo này. Ui ui ui. Ông đấy súp mình qua luôn ạ. Vớ bình rồi. Mong là không vớ bình các bạn ạ. Ui may quá. Giá mà cái bình này hình tròn thì tốt, mình có thể di chuyển dễ dàng. Còn không mình cứ phải đẩy đầu này đẩy đầu kia. Và còn phải lách cái ông này nữa. Ui. Ui. Mày. Ui ôi. Ui ôi. Đây rồi các bạn ạ. Mình thấy được hướng đi rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi vào cái lan can này và đi ra ngoài biển thôi. Đây hình như là một cây cầu các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi men theo cây cầu này. Kiểu gì cũng ra được biển. Mình thấy biển rồi các bạn ơi. Ui ôi các bạn ơi. Cây cầu này nó còn hơn cả cái mê cung. Mình loay hoay mãi, bây giờ mình mới đến được đây. Và bây giờ cái khó khăn nhất của mình đấy là rất khó để di chuyển. Bởi vì chai thủy tinh này nó không phải hình tròn. Nó là cái hình gì dài dài ấy. Mình phải di chuyển hai đầu liên tục đấy. Mà khả năng vỡ cái bình này cũng rất là cao. Nhưng mà sao ở dưới cây cầu có những cái tấm phản như này nhỉ? Theo mình nghĩ nếu như mà cầu đang xây dở thì... Ôi trời! Ui ôi, suýt nữa là rơi xuống vực các bạn ạ. Đúng là hành trình về biển rất là khó khăn các bạn ạ. Lối đi càng ngày càng bé dần. Vì thế mình phải điều khiển liên tục. Mình phải quay từ đầu này sang đầu khác liên tục. Bây giờ mình đang loay hoay chỗ này. Bởi vì là đường nó khá là hẹp. Chúng ta phải đi qua chỗ này. Chỉ cần sai một đi là chết ngay. Ôi, quay đầu ngay. Quay đầu. Rồi, may quá các bạn ạ. Cuối cùng mình quay đầu được chỗ này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi thẳng. Ừ các bạn ơi,
Đường chỗ này nó còn hẹp hơn nữa cơ. Ui may quá, cầu mong là sẽ không sao. Cầu mong là chúng ta sẽ đi qua được cái chỗ này. Đây nó là cái gì nhỉ? Sao nó lại có ở đây nhỉ? Cầu mong là không sao. Cầu mong là ơn trên phù hộ cho mình để mình có thể vượt qua được cái chỗ này. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được cái hướng ra ở đâu. Cứ đi thế thôi các bạn ạ. Ui rồi, đi mái cũng qua được các bạn ạ. Không biết là đường tiếp theo ở đâu. Bây giờ mình cần phải quan sát đi hướng nào. Mình nghĩ là sẽ phải đi thẳng ra thôi. Bây giờ chỉ có một cách là mình đi thẳng ra, sau đấy là mình lăn xuống luôn. Mình lăn xuống biển luôn là ok. Nhưng bây giờ mình chưa tới được biển. Mình vẫn nằm ở trên đất liền. Này rất là khó đi. Rồi, mình mất phương hướng rồi các bạn ạ. Phải đi đường nào đây? Đi đường nào có thể thoát khỏi nơi đây đây? Chỗ nào? Thôi, đi thẳng thôi xem nào. Cứ đi thẳng thôi, mình tin là mình sẽ làm được. Nào, đi qua đi xem nào. Thôi phải đi thôi các bạn ạ. Ui dồi, sao nhở? Ui, suýt nữa vỡ bình các bạn ạ. Ô, sao đổ vỡ hết à? Sao đang đi đổ vỡ hết là sao nhở? Sao đây? Sập cầu à? Ui, mình rơi xuống nơi này. Ôi nhưng mà không sao các bạn ạ. Ui dồi. Rồi, cuối cùng thì mình cũng đã xuống được biển rồi các bạn ạ. Đây là một cuộc hành trình dài, bao nhiêu khó khăn vất vả chúng ta đều vượt qua. Đi qua chỗ này chỗ kia và suýt chết bao nhiêu lần cũng không ngăn cản được ý chí của mình. Nhưng mà bây giờ thì mình mới ra được biển thôi. Còn ba người anh em của mình nữa, ba người anh em của mình vẫn đang mắc kẹt. Chúng ta cần tìm đủ mọi cách để có thể giải cứu được ba người anh em thoát khỏi những nơi tù đầy như thế để tìm đến với biển khơi. Series Cá Vàng Tìm Về Với Biển Khơi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một subscribe, một lượt like và comment dưới video này để mình có thể làm thêm nhiều series kiểu này nữa. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình.